Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình Hưu Tinh Nhật Ký phần 2. À, trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và Trước khi đi vào phần 2 của Hilton Nhật Ký, vẫn là phần thông báo của Phong về buổi thu hình phim cạn dầu diễn ra tại Sài Gòn Performance Center vào ngày 29 tháng 3, tức là chiều thứ ba từ 3 giờ chiều cho tới 9 giờ tối. Quý vị nào ở tiểu bang xa về mà muốn tham dự hoặc là quý vị nào ở tại Nam Bắc California Muốn tham gia để có kỷ niệm chung với anh chị em nghệ sĩ Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Quốc Thanh qua số điện thoại hoặc email ngay trên màn hình của quý vị Và mong rằng sẽ gặp gỡ tất cả khán thính giả ở khắp nơi Trong cái bữa 29 Tây để chúng ta có được kỷ niệm với nhau Và chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ ẩm thực cũng như là các phương tiện y tế cho quý vị Và đó là thông báo của TNP Channel Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua phần 2 của Hilton Nhật Ký Quý vị trong tuần lễ này, chỉ huy trưởng của chiến lược Indo-Pacific của Hoa Kỳ, đề đốc có tên là John Aquilino đã lên tiếng và nói rằng Bắc Kinh đã hoàn tất việc xây dựng tất cả những hạ tầng cơ sở quân sự của họ trên khu vực biển đông và điều này sẽ là một thách thức lớn đối với sự quay trở lại Hoa... của Á Châu của Hoa Kỳ và sự chuyển trục Á Châu của Hoa Kỳ đồng thời cũng sẽ là một uy hiếp lớn đối với lại tất cả các cái quốc gia ở khu vực trong lời phát biểu ngày à, à, tuần trước thì ông nói rằng tôi nghĩ là 20 năm qua chúng ta đã chứng kiến được sự à, xây dựng mạng lưới quân sự của Trung Quốc đã kể từ đệ nhị thế chiến cho tới bây giờ của nhà nước nhân dân Trung Quốc và ông Aquino đã nói với lại à, cái... À, à hãng thông tấn AP và ông nói rằng họ đã bắt đầu tìm cách à, đi trước và chiếm tiên cơ cũng như là xây dựng khả năng của họ đồng thời họ vũ khí vũ khí hóa tất cả những phương tiện họ có và xây dựng tất cả những cái à, khu à, được xem là à, những cái khu vực mà được xem là nằm trong cái à, gọi là tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải. Lời phát biểu này được đưa ra ngay sau khi mà Nga đã đưa quân xâm chiếm Ukraine bước qua tuần lễ thứ tư. Quý vị, như vậy thì Hoa Kỳ một mặt vẫn phải hỗ trợ cho phía Âu Châu đối phó với lại cuộc chiến bất hợp pháp của ông Putin. Nhưng một mặt vẫn phải thực hiện cái chiến lược của Hoa Kỳ chuyển trục về Á Châu. Và Trung Quốc thì theo lời của vị đề đốc này cho biết rằng là đã xây dựng xong hoàn tất hạ tầng cơ sở của họ ở khu vực Biển Đông. Và nó đã kéo dài đúng 10 năm quý vị, từ năm 2002. Ok quý vị. Bây giờ thì chúng ta mở bản đồ lên để xem cả các cái khu vực ở biển đông. Sau đó thì chúng ta mới bước qua cái phần gọi là phân tích thời sự xem liệu Trung Quốc có như có những cái ý định gì giữa lúc mà nga xâm chiếm Ukraine và liệu họ có ngoại trừ vấn đề Đài Loan, họ có bành trướng tới khu vực Á Châu Thái Bình Dương hay không? Và quý vị trên bản đồ thì quý vị thấy là tôi đang ở mặt biển đông cái chấm đỏ mà tôi để trên đây cho quý vị là bãi cạn Scarborough ở Philippines thì quý vị đã thấy nằm nằm cách Manila rất gần nơi đây là nơi Bắc Kinh đã chiếm đóng năm 2012 và quý vị bây giờ thì toàn bộ cái bãi cạn Scarborough này không những không trả lại cho Philippines mà Bắc Kinh đã xây dựng xong tất cả các cái hạ tầng cơ sở về quân sự trong đó bao gồm các bệ phóng hỏa tiễn chống tàu chiến và kể cả chống cả chiến đấu cơ bên cạnh đó quý vị khu vực à, quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đánh chiếm của Việt Nam Cộng hòa từ năm 1974 thì quý vị thấy rõ là ở đây những cái chấm và những cái đảo cái thấy mờ tức là nó chìm, nổi tức là đảo nổi tức là nó nó lộ rõ và màu xanh đậm hơn. Còn quý vị thấy nào những cái đảo nào mà nó mờ đi quý vị, hoặc là nó có chút xíu màu xanh này nó lớn này nó có rừng nè quý vị thì nó là những cái đảo này là những cái đảo là ngày xưa thuộc quyền quản trị của Việt Nam Cộng hòa năm 1974, cộng sản Trung Quốc đã chiếm đóng một cách bất hợp pháp và bây giờ thì tất cả những cái đảo này đã được xây dựng các bệ phóng về à, à, hỏa tiễn của Trung Quốc, các cái à, à, thậm chí là họ còn thả một số những thủy lôi ở khu vực này. Bên cạnh đó thì họ đã xây dựng tất cả những cái trạm về à, à, radar, radar 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 tức là để mà phát hiện các cái à, à, các cái chiến đấu cơ hoặc là các chiếc tàu chiến. Bên cạnh đó quý vị Vòng xuống đây, ở khu vực được xem là tranh chấp khá nhiều Thì tôi rung vào, quý vị sẽ thấy là đây là gọi là quần đảo Trường Sa nha quý vị à, Quý vị nhìn thấy những cái chấm xanh rất nhỏ, tôi rung vào thì quý vị thấy Ở khu vực này nó có cả trăm đảo lớn nhỏ khác nhau Có những đảo thì phía Việt Nam quản trị Có những đảo Trung Quốc quản trị Có những đảo Philippines, có những đảo Malaysia Và đuôi Trường Sa thì ở dưới đây quý vị Là khu vực mà, đây là cái khu vực gọi là của Indonesia Và thuộc à, thẩm quyền của Indonesia và khu vực này là đảo Natuna nằm ở dưới đây Thì Trường Sa nằm ở khu vực này Thì tất cả theo lời của Phó Đại đốc của Hoa Kỳ Người chỉ huy trực tiếp cái chiến lược Indo-Pacific Thì toàn bộ khu vực này Trung Quốc đã xây dựng xong hạ tầng cơ sở về quân sự Điều này có nghĩa là quý vị Bắc Kinh đã có những cái dự tính Thứ nhất là họ biết trước sau gì Họ cũng sẽ bị tách rời khỏi Hoa Kỳ Hoa Kỳ chỉ là một Nhưng có thể là trong tương lai Họ cũng sẽ bị tách rời khỏi cả cộng đồng Âu châu hoặc là ít nhất là các đồng minh của Hoa Kỳ tại Âu châu. Chính vì vậy mà Bắc Kinh đã bắt đầu một cái chiến lược khác và họ chấp nhận cắt đứt tất cả các mối quan hệ của họ đối với khối Tây phương. Điều này đã được chứng minh qua thái độ của tập cận bình trong cái cuộc chiến của Nga và Ukraine. Cho tới giờ phút này, tập cận bình vẫn cương quyết không lên án cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine. Và ngay cả trong tuần lễ này, này là cái hội nghị của khối G20 diễn ra tại Bali ở tại Indonesia của, của khối G20 tức là 20 cường quốc về kinh tế trên thế giới. Thì quý vị, Trung Quốc cũng đã yêu cầu không đặt vấn đề Ukraine vào trong cái nghị trình của khối G20. Có nghĩa là Trung Quốc đã ra mặt và ủng hộ cho Nga một cách ít nhất là gián tiếp và vẫn chưa trực tiếp. Tuy nhiên, Hành động của Trung Quốc đã cho thấy là Bắc Kinh đã chấp nhận một cái game mới thay đổi cái uh, uh, trật tự trên toàn cầu. Giống như tôi đã từng nói với quý vị, trước sau gì chúng ta cần một cái cuộc thay đổi uh, lại và sắp đặt lại cái trật tự trên toàn cầu. Nó đã bị cái vùng màu xám trong 30 năm qua làm suy yếu tất cả những quốc gia của nền dân chủ. Và nay, <laughs> với cái chủ trương được xem là sửa chữa những sai lầm của quá khứ. Tôi gọi sửa chữa những sai lầm của quá khứ, một lát tôi giải thích điều này. Hoa Kỳ đã bắt đầu chuyển trục và bắt đầu có sự hiện diện tăng cường sự hiện diện của họ ở những nơi mà họ đánh giá rằng có tiềm năng Bắc Kinh sẽ bành trướng thao túng và thu tóm trở thành chư hầu hoặc là lãnh thổ của họ, đặc biệt là khu vực Á châu Thái Bình Dương. Nơi mà Hoa Kỳ đang có dự tính sẽ sẽ chuyển trục về đây và sẽ gia tăng cái mạng lưới đầu tư, gia tăng sự hiện diện và gia tăng tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại Á Châu Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Hoa Kỳ gặp một trở ngại giống như tôi đã từng phân tích trong những bài trước đây về cái thái độ của đảng Dân Chủ đã thường xuyên là lật lọng và bỏ rơi, khiến cho nhiều quốc gia Á Châu không tin tưởng. Giữa lúc đó thì Trung Quốc vẫn âm thầm xây dựng tất cả các hạ tầng quân sự, quân sự của họ. Và quý vị thấy rõ ràng là bây giờ họ đã xây xong hết rồi tức là tất cả các bệ phóng hỏa tiễn, tất cả hệ thống radar và kể cả cái mạng liên lạc của họ trên mặt biển, nó đều liên lạc với nhau. Có nghĩa là máy bay hay khu trục hạm Hoa Kỳ xuất hiện thì chỉ trong vài giây đồng hồ là Trung Quốc có thể có tàu bám theo, bám sát và có những hỏa tiễn canh me sẵn rồi quý vị. Đây là một cái thực tế. Và vì à, đề đốc chỉ huy trưởng này cho biết là nếu như Hoa Kỳ không có một chiến lược rõ ràng và cụ thể ở trong tương lai, có thể sẽ gặp nhiều thách thức tại khu vực biển Đông, chưa kể eo biển Đài Loan. Eo biển Đài Loan và Nhật Bản sẽ là một cái chapter tôi đã nói rất là nhiều lần. Hôm nay tôi nói về biển Đông. Và rõ ràng bây giờ Trung Quốc mặc dù là trên nguyên tắc các quốc gia vẫn đang tranh chấp ở khu vực Trường Sa, nhưng có vẻ như Trung Quốc đã khống chế phần nào khu vực Trường Sa. Tại vì khu vực Trường Sa gần như là mạng lưới và dân quân ngư phủ của Trung Quốc và Tàu hải giám và hải quân của Trung Quốc vẫn thường xuyên ra vào ở chỗ này giống như chỗ không người, không có lực cản trở. Không có lực cản trở quý vị. Và bây giờ Bắc Kinh chấp nhận cái game. Tức là họ sẵn sàng đứng về phía của, uh, của Nga để uh, đứng về một cái uh, vạch rõ một cái lằn ranh giới. Vạch rõ một cái lằn ranh giới giữa khối tự do và khối độc tài toàn trị, không còn gọi là khối cộng sản nữa mà chúng ta phải gọi đó là cái khối độc tài toàn trị. Và Bắc Kinh cảm thấy rằng con đường đó họ có thể duy trì được quyền lực cai trị tại Trung Quốc thêm vài thập niên nữa. Đây là cái tôi cho rằng là cái cách tính của tập cận bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc nói chung. Tức là tập cận bình đã tính toán cái việc mà ông ta sẽ bị tách rời khỏi Âu châu, tách rời khỏi cái cộng đồng của những quốc gia dân chủ thì ông ta bắt đầu tìm cách bắt đầu có cái hành động uy hiếp và thao túng cũng như là gây ảnh hưởng ở những khu vực mà ông ta cho rằng là sân sâu của mình và là một cái thị trường à, à, thường xuyên của Trung Quốc Á à Châu Thái Bình Dương trong đó gồm 10 quốc gia trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á bên cạnh đó Bắc Kinh cũng bắt đầu thọc xuống vùng à, Nam Thái Bình Dương nơi thuộc tầm ảnh hưởng của Úc New Zealand và Đài Loan tức là những đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương rồi bây giờ bắc kinh cũng đã thọt cái bàn tay của họ qua tận vùng biển ấn độ dương ở nam á để bắt đầu gây tầm ảnh hưởng ở đây có nghĩa là bắc kinh muốn chiếm một phần còn lại của thế giới nằm trong tay của mình nói thẳng là một cách rất là rõ ràng để họ tạo một cái vòng đại bảo vệ cho sự cai trị của cộng sản tại trung quốc ngày nào mất cái vòng đại này cộng sản trung quốc sẽ giống như là nga sộ bị cô lập của cả thế giới thì chỉ có một con đường duy nhất là sinh tử với khối tây phương thôi Tập Cận Bình không muốn đi vào vết xe đổ của Putin. Do đó, Tập Cận Bình đi một hướng khác và Tập Cận Bình có khả năng hơn Putin ở chỗ là nhờ phát triển cái kinh tế 30 năm qua và số lượng dân số đông. Nên nền kinh tế của Trung Quốc khá mạnh so với nền kinh tế của Nga. Mặc dù nền kinh tế mạnh nhưng mà mỗi bên có một kiểu khác nhau. Trung Quốc phát triển kinh tế mạnh nhưng lệ thuộc quá nhiều vào yếu tố nước ngoài ngược lại nền kinh tế của nga thì yếu hơn nhưng họ lại chủ động nắm nguồn máy kinh tế của nhiều nước khác bởi vì họ nắm năng lượng còn trung quốc tuy là một nền kinh tế lớn tiêu thụ nhiều sản xuất nhiều nhưng mà họ lệ thuộc năng lượng và lệ thuộc cái nguồn nguyên liệu từ nước ngoài do đó quý vị tập cận bình cái chiến lược của ông ta thứ nhất là thu tóm khu vực á châu nằm làm sân sau của họ thứ hai là trong giai đoạn chưa bị cô lập Tha hồ đi chiếm lĩnh những cái khu vực ở Phi Châu, thậm chí là ở Trung Đông để bắt đầu khai thác những cái khoáng mỏ về năng lượng cũng như những cái khoáng mỏ về nguyên liệu để cung cấp cái nguồn nguyên liệu của họ để đề phòng một ngày nào đó khi Hoa Kỳ, khối Âu Châu và đồng minh của Hoa Kỳ tách rời Trung Quốc ra thì Bắc Kinh vẫn duy trì được quyền cải trị. Đây là cái mục tiêu sâu cùng của Tập Cần Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì quý vị việc mà ông ta xây dựng tất cả những hạ tầng cơ sở về quân sự trên Biển Đông đã cho thấy cái ý đồ của Tập Cận Bình. Đài Loan có thể quan trọng đối, đối với cá nhân Tập Cận Bình trong việc nắm quyền lực kế tiếp. Nhưng mà chiến lược của Bắc Kinh là phải thu tóm Á Châu. Ngày nào Bắc Kinh có được Á Châu trong tay thì ngày đó đảng Cộng sản vẫn như bàn thạch, khó ai lay chuyển được họ, khó ai lật đổ được họ. Nhưng ngày nào mất đi cái cửa Á Châu và Trung Quốc bị cô lập dần dần thì điều này có nghĩa là Đảng Cộng sản sẽ phải sống trong cái sự gọi là trói tay trói chân và từ từ thì dân chúng sẽ lật đổ họ hoặc là chính họ có nội loạn. Đó là cái kết quả của họ và họ nhìn thấy cái kết quả này. Chính vì vậy, họ tăng cường cái mạng lưới bành trướng của họ và chi phối rất nhiều cho tới giờ phút này quý vị thấy Campuchia, Lào, Việt Nam, Miến Điện, bốn quốc gia này nằm trong vòng tay của Trung Quốc. Thái Lan coi như 60-40 số lượng mà theo Trung Quốc bây giờ còn lại 40%, 60% vẫn chống Trung Quốc. Philippines thì gần như toàn bộ dân chúng Philippines đều chống Trung Quốc trừ chính quyền của ông Duterte hiện nay. Hy vọng rằng cái người cộng tổng thống kế tiếp trong cuộc bầu cử năm nay sẽ thay đổi vận mạng của Philippines. Đại Hàn đã có Đại Hàn đã có một ông tổng thống à, Tân tổng thống sẵn sàng tránh xa và cứng rắn với Trung Quốc để mà à, nhích lại gần Hoa Kỳ. Malaysia và Indonesia thấy được cái xu thế này, họ bắt cũng bắt đầu tách rời khỏi Trung Quốc. Trước đây quý vị, khi mà ông Trump lên, Malaysia, Indonesia vẫn nằm trong một vành đai một con đường của Trung Quốc. Nhưng tới ngày hôm nay thì cả hai quốc gia này gần như giới hạn tất cả mọi thứ từ Trung Quốc. Kể cả một vành đai một con đường. Và cái quỹ One MDB ở Malaysia, cái tai tiếng mà một tỷ Mỹ Kim của ông cụ thủ tướng trước đây đó quý vị và cái quỹ này đều dính líu tới các nhân vật của Trung Quốc. Do đó, Malaysia, Indonesia đã tách rời họ ra khỏi Trung Quốc trong cái chiến lược về quân bình quân sự và ổn định ở khu vực. Thì quý vị, nhưng mà bốn quốc gia còn lại ở trong khối Đông Nam Á vẫn nằm trong tay của Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Campuchia và Miến Điện. Những quốc gia này vẫn nằm trong cái vòng tay âu yếm của Trung Quốc. Do đó, Hoa Kỳ chuyển trục về đang gặp nhiều thách thức. Và giờ đây, gần như là các quốc gia Á châu bất lực muốn bước tới Mỹ cũng khó bước tới bởi vì thứ nhất là cái lực cản về cái lệ thuộc kinh tế với Trung Quốc, thứ hai là cái thái độ của đảng dân chủ luôn lật lòng khiến cho họ thấy rằng cái chính trường của Hoa Kỳ phức tạp, họ không tin tưởng. Cả Á châu bây giờ gần như họ chỉ trông chờ vào Nhật và họ mong rằng Úc sẽ tăng cường thêm vai trò của Úc ở tại khu vực này. Hai quốc gia này là hai quốc gia mà các quốc gia trong khối Á Châu đang trông chờ. Thì Nhật đã bắt đầu có những cái khuynh hướng rất mạnh mẽ ở khu vực Đông Bắc Á. Úc cùng một lượt cũng đã song hành với Hoa Kỳ trong cái chiến lược mà không để cho Bắc Kinh bành, bành trướng ở tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Và quý vị thấy ngày tuần trước thì ông Scott Morrison, tức là thủ tướng của Úc, cũng đã lên tiếng và tuyên bố sẽ thành lập một cái lực lượng thủy quân lục chiến riêng để đối phó riêng với sự bành trướng của Trung Quốc. Điều này cho thấy cục diện của Á Châu đã bắt đầu có những cái tình hình xoay chuyển quý vị. Xoay chuyển và chiều hướng này chưa biết là sẽ tốt hay xấu. Nhưng rõ ràng chúng ta thấy được cái âm mưu của Tập Cận Bình từ sau cuộc chiến hay là đang trong cuộc chiến mà Nga xâm lấn Ukraine. Tập Cận Bình nhìn thấy được cộng đồng quốc tế phản ứng với Nga. Ông ta nghĩ rằng nếu như ông ta đụng tới Đài Loan thì cái hình ảnh đó tương tự. Do đó, ông ta không dạy gì đụng tới đài loan trong giai đoạn này mặc dù ông ta rất muốn và đang bị ép gần tới cái ngày bầu bán rồi do đó quý vị ông ta bắt đầu phát triển rất nhiều trong mấy năm qua cái phần hạ tầng cơ sở tại biển đông và tôi đang nghi ngờ là trong cái việc xây dựng những hạ tầng cơ sở này dường như là có bàn tay của cộng sản hỗ trợ bởi vì quân đội cộng sản việt nam cho tới giờ phút này Kể từ khi mà Trung Quốc bắt đầu có những cái hành động lấn lướt trên mặt biển từ 2008-2009 kéo qua tới 2011 cho tới bây giờ quý vị, mười mấy năm nay gần như Hải quân Cộng sản Việt Nam đều biến mất tiêu và không hề xuất hiện và có một lần nào mà Hải quân Cộng sản Việt Nam đương đầu với lại Trung Quốc. Hầu hết đương đầu là ngư dân Việt Nam hoặc cùng lắm là lần trước thì có cái vụ cảnh sát biển thôi. Còn gần như là Hải quân Cộng sản Việt Nam trốn mất biệt luôn thì tôi đang nghi ngờ là chính họ cũng tiếp tay cho cộng sản để bắt đầu xây dựng những hạ tầng cơ sở về quân sự ở khu, ở khu vực ở Trường Sa. Do đó quý vị, cộng sản Việt Nam đã không còn cái sôi uh, sự chọn lựa nào khác. Họ vẫn phải theo Trung Quốc. Bây giờ cuộc chiến tại uh, Ukraine và tại Nga đang khiến cho cộng sản Việt Nam phải uh, lo ngại bởi vì nếu như Nga kỳ này Putin thất bại hoàn toàn Vladimir Putin thất bại và mất trắng tất cả thì có nghĩa là Cộng sản Việt Nam cũng sẽ mất đi một cái chỗ dựa lớn của họ. Và bây giờ họ chỉ còn trơ trọi một mình, một là phải ngã về phía Tây phương, còn hai là phải bán mình cho cộng sản Trung Quốc. Mà ngã về phía Tây phương thì bắt buộc phải cải tổ chính trị. Tức là phải có một thể chế à, có hai đảng ít nhất để mà kiểm soát lẫn nhau. Nếu ngã về phía Tây phương và phải thành lập một cái nền tư pháp độc lập cũng như những cái tiêu chuẩn bình thường mà khối tây phương đang có thì mới có thể hội nhập với khối tây phương và cái thị trường bên ngoài còn nếu như không thì quý vị họ sẽ vĩnh viễn chỉ là đối tác giới hạn không thể nào phát triển được toàn diện với tây phương ngược lại cộng sản trung quốc lại bị lệ thuộc khá nhiều vào kinh tế của trung quốc bây giờ gần như kinh tế trung quốc đã khống chế cả miền bắc việt nam coi như là nếu mà nói một cách à, dùng chữ mà tương đối nhẹ nhàng tôi cho là chữ khống chế nhưng nếu dùng một cái chữ đúng nghĩa của nó nó hơi trần truồng nó hơi à, trắng trợ một chút nhưng thực tế trung quốc đã chiếm xong một nửa việt nam tức là một nửa nước việt nam nằm trong tay của cộng sản trung quốc điều này quý vị, quý vị họ không đưa quân qua nhưng mà họ thao túng toàn bộ nền kinh tế thì coi như họ nắm một nửa nước việt nam rồi phần còn lại thì tôi không biết còn bao lâu để có thể trở thành thứ công cụ của cộng sản trung quốc nhưng điều này sẽ không tránh khỏi và chính vì vậy quý vị các quốc gia khác ở khu vực họ trông chờ vào nước nhật nhiều họ trông chờ vào nước nhật à, thay đổi cái hiến pháp của họ một lần nữa Tức thay đổi thì không đúng mà tu chính thì đúng hơn tu chính bản hiến pháp thêm một lần nữa để họ có thể để nhật có thể có vai trò lớn hơn tại vì các quốc gia á châu vẫn tin tưởng Nhật đủ khả năng đương đầu với sự bành trướng của Cộng sản Trung Quốc mà chưa cần tới Hoa Kỳ. Một nước Nhật thôi quý vị, chưa cần tới Hoa Kỳ. Thì Nhật đã đủ bản lãnh có thể ngăn chặn được cái làn sóng của Tập Cần Bình tràn xuống Á Châu Thái Bình Dương. Tiếc rằng bây giờ thì ông Fumio Kishida, thủ tướng của Nhật Bản mới bắt đầu chớm nở cho cái việc tu chính hiến pháp vẫn chưa có rõ ràng. Và nghị viện của Nhật Bản không biết là có thông qua được hay không. Nhưng nếu họ tu chính kịp thì có nghĩa là nhật bản sẽ có sự hiện diện nhiều hơn mà nếu nhật bản có sự hiện diện nhiều hơn thì nó chưa đủ nó chưa đủ để mà các quốc gia á châu có thể à, tin tưởng được trừ phi nhật bản lại phải thay đổi thêm một lần nữa tức là họ mở rộng tất cả những cái trường huấn luyện quân sự ở trên đất nhật dành cho những quốc gia á châu tới thủ huấn thứ hai là hỗ trợ quân sự cho các quốc gia tại á châu thái bình dương và thứ ba là cũng giống như Hoa Kỳ, Nhật Bản phải tỏ một thái độ cứng rắn hơn trong vấn đề gọi là bảo vệ cho các đối tác. Và cuối cùng tôi nghĩ cái nhu cầu mới nhất, cái nhu cầu mình xem là cấp bách bây giờ ở tại khu vực là một cái liên minh quân sự. Bây giờ Hoa Kỳ và Úc và Anh đã có cái liên minh AUKUS của ba quốc gia nói Anh ngữ. Nhưng cả ba quốc gia này đều không có à, dính dự gì tới cái thềm lục địa ở Biển Đông. Thì quý vị, rồi cái liên minh bộ tứ kim cương Nhật Bản, Ú, Úc, Hoa Kỳ và Ấn Độ. Thì cái liên minh này nó vẫn còn khá lỏng lẻo bởi vì nó được xem là những cái liên minh từ bên ngoài. Chúng ta đang cần một cái liên minh quân sự tại Á Châu. Một cái liên minh quân sự có thể đối đầu với cộng sản Trung Quốc và ngăn chặn sự bành trướng. Điều này thì nếu như Philippines năm nay mà ông tổng thống Philippines, ông tân tổng thống mà có một cái xu hướng gọi là tránh xa Trung Quốc thì sẽ là điều may mắn bởi vì philippines sẽ phối hợp với malaysia, indonesia với sự hỗ trợ của nhật họ có thể nhìn hình thành cái mạng lưới quân sự để đối đầu với trung quốc ở khu vực này tại vì hiện nay chúng ta đang chờ vào cái cuộc bầu bán ở philippines để thay đổi cái chính sách mà à, trước đây hoa kỳ đã từng bỏ rơi và đặc biệt là philippines giờ này thì họ đã bắt đầu thấm đòn thấm đòn thứ nhất là biển đảo vẫn tiếp tục mất vào tay của trung quốc về mặt chủ quyền Thứ hai là dưới thời của du Duterte gần như là Trung Quốc đã có những cái cuộc xâm lăng về kinh tế. Tới mức mà dân Philippines phải tẩy chay màng, mặt hàng của Trung Quốc, phải làm đủ một cách để đẩy không để cho cái nguồn đầu tư Trung Quốc có thể lọt vào Philippines nữa. Và quý vị, tình hình này cũng tương tự ở Thái Lan. Trước đây, ông Thủ tướng Thái Lan là ông Prayut thì là một nhân vật quân sự, tư lệnh mà. Ông ta lên nắm quyền Thủ tướng thì ông ta có xu hướng là thân với Trung Quốc và thậm chí là kỳ vật vừa rồi của vị thấy là ông ta còn order cái tìm thủy đỉnh của Trung Quốc nữa nhưng mà order sai giới trẻ Thái Lan tránh xa Trung Quốc 10 năm qua thì giới trẻ Thái Lan rất tiếp cận rất nhiều với nền văn hóa của Trung Quốc và họ có làm ăn rất nhiều với Trung Quốc nhưng thời gian gần đây cái tinh thần dân tộc và cái uh, vấn đề mà thấy rõ Trung Quốc đang ăn hiếp những quốc gia khác giới trẻ đã đã thay màu và trên mạng xã hội bây giờ họ đòi lật đổ chế độ của ông Priyut vì thân cộng sản Bắc Kinh và hiện nay thì dân chúng Thái Lan tôi gọi là 60 40 là như vậy. 60% dân chúng Thái Lan đã bắt đầu phản ứng với Trung Quốc. Còn nhưng mà vẫn còn 40% là thân Trung Quốc hoặc là đang làm ăn với Trung Quốc. Thì quý vị, tình hình của Á Châu Thái Bình Dương nó cũng trở nên căng thẳng không kém ở khu vực eo biển Đài Loan ngày hôm tuần trước thì là cuộc đối đầu giữa cái uh, hàng không mô hạm Sơn Đông và kể cả cái uh, hai chiếc khu trục hạm của Hoa Kỳ trên eo biển Đài Loan và trước đó một ngày thì chiến đấu cơ J20 và F35 cũng đã đụng nhau ở phía bắc của Đài Loan phía nam của Nhật Bản thì quý vị có nghĩa là Bắc Kinh đã bắt đầu có những cái hành động đe dọa và bắt đầu có những cái thái độ gọi là à, diều hâu đối với lại à, các cái tàu bè của Nhật, của của Hoa Kỳ hoặc là tàu gì, à, chiến đấu cơ Hoa Kỳ ở khu vực rồi. Tức là Bắc Kinh đã bắt đầu cũng thiếu, tôi gọi là thiếu kiên nhẫn. Họ thấy rằng tình hình của Ukraine đã khiến cho họ chín mùi và họ đang cố gắng đẩy mức này. Do đó họ tăng cường rất nhiều những cái mạng lưới quân sự của họ trên Biển Đông. Và đây chính là một trong những cái thách thức của chính quyền Joe Biden. Nếu mà chính quyền Joe Biden tiếp tục invest, tức là đầu tư vào cái khu vực Âu Châu để ngăn cản Nga, thì có thể nó dẫn tới tình trạng đổ vỡ của cái chiến lược Indo-Pacific. Còn nếu như ông ta quay trở lại Á Châu, điều đầu tiên ông ta phải làm là vấn đề của Đài Loan. Để mà thách thức cái chủ quyền của Trung Quốc. Bởi vì nếu như ông ta tuyên bố hủy bỏ chính sách One China Principle, thì tình hình nó sẽ khiến cho Tập Cận Bình không còn đủ kiên nhẫn. Tập Cận Bình sở dĩ mà ông ta ráo riết xây dựng các hạ tầng cơ sở là vì, vì, bởi vì ông ta biết trước sau gì trong giai đoạn của Joe Biden cầm quyền dù muốn dù không thì Joe Biden cũng sẽ hủy bỏ cái chính sách One China. Chắc chắn là Tập Cận Bình hiểu rõ điều này. Do đó tại sao ông ta chấp nhận để mà bắt đầu đi một cái game mới khống chế toàn bộ Á Châu để làm cái sân sau của ông ta ngày nào mà các quốc gia lân bang của Trung Quốc nằm dưới sự điều khiển của họ, Trung Quốc có một động vòng đai khá vững vàng để bảo vệ cho quyền lực cai trị của Đảng Cộng sản. Do đó quý vị, Tập Cận Bình ở thế không còn chọn lựa nào khác. Ông ta phải đứng về phía Nga, ông ta phải thu tóm Biển Đông và ông ta phải phân thế giới với lại khối tự do. Đó là điều không thể tránh khỏi. Ok quý vị, đó là cái bài hiêu tinh nhật ký chiều ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho cái bài phân tích hiêu tinh nhật ký của Phong. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình thường lệ. Và từ đây cho tới ngày 29 tây thì tin cập nhật Phong chỉ có về tới nhà thâu và gửi đến quý vị thôi. Không có làm livestream Ít, như, ít nhất là đến sau ngày 29 tháng 10, tháng tháng 3 này khi mà quay xong cuốn phim Cạn Dầu. Thì lúc đó mà cái chương trình tin cập nhật buổi tối sẽ quay trở lại thường lệ mong rằng tất cả các khán giả thông cảm và cố gắng theo dõi tiếp tục các bản tin của tnp channel các bài phân tích của cá nhân phong cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúng ta sẽ gặp lại sau bye bye